tớ sẵn sàng rồi, đá đi cái ly. Được, đỡ nấy này. Đồ màu xanh, cậu dám bày trò với tớ sao? Đúng, là tớ làm đấy, thì sao nào? Để xem bên trong có cái gì nào. Cái gì? Em chào cô ạ. Thôi được rồi, mời các em ngồi xuống. Vâng ạ. Này, lần sau mà dám đánh vào tay chị Đại á, là biết tay tớ đấy. Tớ biết rồi. Để yên đấy. Nhưng đây là bàn của tớ mà, tớ còn đang viết bài nữa. Cậu còn dám cãi à? Để yên đấy, chép bài tập trên bảng vào rồi làm luôn cho tớ đi. Nhưng tớ có nhiều bài tập lắm. Có làm được không? Tớ làm được. Phải thế chứ, cứ phải để nó nhiều làm gì nhở? Xem nhanh đi. À, có bài tập này nữa. Cả bài này. Bài này nữa. Sao nhiều vậy? Thế mà kêu nhiều à? Liệu mà làm cho nhanh, lát cô kiểm tra mà chưa xong à, là biết tay tớ đây. Tớ biết rồi. Nhiều thế này, làm bao giờ cho xong đây? Còn bài tập của mình nữa chứ. Lại còn thế nào nữa? Ít à? Hay là cho thêm nhá? Thôi thôi, tớ làm luôn đây. Là chị Đại sướng thật đây. Tớ khát nước. Thế thì cậu tự lấy nước mà uống đi. Tớ đang cố làm lớp bài tập của cậu cho xong đây. Mau đi mua nước, nhanh. Tớ biết rồi. A few moments later. Nước của cậu này. Đứng lên. Sao lại mua mỗi chén nước? Cậu không biết mua thêm đồ ăn cho tớ à? Nhưng tại cậu không bảo nên tớ không biết. Thế giờ biết rồi đây, đi mua, nhanh. Tớ đi mua. Nhưng mà cậu muốn ăn gì? Xúc xích lạc heo cao bổi vị thịt nướng phô mai đang hot thế mà cậu không biết à? Tôi biết rồi. Ôi. Mà này, đã mất công đi mua rồi, sao không mua 20 hộp, mua mỗi 10 hộp thế này, làm sao mà ăn đủ được? Tại cậu không dặn tớ. Tại, suốt ngày tại, mệt quá cơ. Này, bây giờ ở bên ngoài có nhiều hàng nhái lắm đấy. Liệu cậu có mua đúng hàng chính hãng không? Có chứ, cậu nhìn này. Trên nắp và thân ly xúc xích có hình chú heo cao bồi như thế này là hàng chính hãng của heo cao bồi đây. Heo cao bồi, heo cao bồi, úi, đúng là hàng chuẩn rồi. Mà này, xong việc rồi đấy, cậu làm bài tập tiếp đi. Đang đói, ăn luôn một ly nào. Ôi, mỗi ly có tận 4 cây. Ở đây có 10 ly, vậy là sẽ có tận 40 cây. Ôi, ăn nhẹ rồi. Dùng nĩa để bóc xúc xích nào. Cái thứ hai nào. Mùi thịt nướng phô mai thơm nức mũi luôn. Giờ thì lắc đều lên nào. Lắc. Yeah. Nhìn đi mà nhìn. Thơm quá. Này, ai cho ngửi mà ngửi. Xúc xích lắc heo cao bồi vị thịt nướng phô mai thơm ngon quá. Cho tớ ăn với. Không. Chỗ này cũng là của tớ hết nha. Đừng quên mà nhìn. Nhưng rõ ràng là tớ mua mà. Nhưng bây giờ nó là của tớ hết nha. Mau làm bài tập đi. Không thèm quả để làm sai hết của tớ bây giờ. Giờ sẽ lấy nĩa đa năng ăn xúc xích mà không sợ bẩn tay. Ngon quá. Sao lại ngon thế à trời. Làm chị Đại đúng là sướng quá. Này,
không? Không cho. Tôi sẽ ăn hết chỗ này mà không cho cậu một miếng nào. Mùi vị thịt nướng của mày đúng là ngon quá. Làm bài tập từ nãy đến giờ mình đói bụng quá. Nhìn thấy Linh ăn xúc xích lắc heo cao bồi vị thịt nướng phô mai thèm thật đấy. Biết thế mình giấu bớt một ly ăn cho xong. Ăn tiếp ly thứ hai này. Thèm không thèm không ăn. Không cho. Dạo này gió ra chút, sao không thấy chị Hà Anh ra sân trường để chơi đấy nhở? Sao lớp chị ấy xem nào. Con bé chị đại kia thật là quá đáng. Hóa ra ngày nào nó cũng biết là chị hái bọt sách. Được rồi, mình sẽ cho con bé chị đại kia biết bị bắt nạt là như thế nào. À, quên không giới thiệu với các bạn, mình là Hà An, em gái sắp sinh của chị Hà Anh. Các bạn cùng xem mình cho chị đại như thế nào nhá. Giờ cô có việc phải đi ra ngoài. Các em chép bài tập vào vở rồi làm. Sau đó cô về cô sẽ gọi một bạn lên làm nhá. Vâng ạ. Nhớ là phải trật tự làm bài. Ai mà đùa nghịch hoặc là bày trò trong lớp là cô phạt thật nặng đấy nhá. Vâng ạ. Này, đến đây làm việc của cậu rồi đây. Cô ơi, em xin lỗi cô nhá. Trời ơi, đang ngủ mà gọi cái gì à trời. Cô vào lớp rồi kìa, cậu dậy đi, không cả cúp pha chứ. Nào, em làm bài tập xong chưa? Bây giờ cô gọi một bạn lên bảng làm bài tập cho cô nhá. Cái gì thế này? Ai là người vẽ bậy lên bảng của cô đây? Em không biết à. Ui, ai mà to gan thế, dám vẽ bậy lên bảng của cô cơ đây. Là ai? Không phải em đâu à. Em không biết gì đâu cô nha. Khánh Linh, thế trên tay em đang cầm cái gì kia? Cầm á? Không phải em đâu cô à. Nhìn mặt em đi. Vết phấn ở trên mặt em đã nói cho cô biết chính là em làm đấy. Cô ơi, em không làm thật mà cô. Em vẫn còn cãi được à? Ui, nóng quá. Trời ơi, là cái gì nó thế này? Khánh Linh. Ôi, sao cô bị đổ nước mà cô lại gọi tên em à? Lần này cô phải phạt thật nặng thì em mới chưa được. Viết bản kiểm điểm cho cô và vệ sinh lớp 2 tuần. Còn bây giờ ra đường xó. Nhưng mà em không nói nhiều, nhanh lên. Vâng ạ. Cô ơi, em đau quá. Này, em đừng có mà ăn vạ nhá. Em ngã thật, đau thật mà cô. Là ai bày ra cái trò này đi cô à? Em vẫn muốn làm loạn à? Có muốn cô phạt thêm không? Dạ thôi cô ạ. Mà em bị oan thật mà. Cứ từ từ mà tận hưởng chị đại nhá. Ở đây có ai tên là Khánh Linh không nhở? Ra nhận hàng này. Ơ, cháu có đặt cái gì đâu ạ? Có người gửi cho cháu mà. Ra nhận hàng đi, để cô còn đi giao hàng tiếp. Nhanh cái chân lên nào cháu. Đây, cầm lấy. Cháu xin cô ạ. Không biết ai tặng quà cho mình đây nhở. Này, nhìn cái gì mà nhìn? Không cho nhìn thì thôi. Vẫn còn hống hách lắm. Để xem lát nữa có còn hống hách được nữa không. Để xem bên trong có cái gì nào. Ui, ra nhiều người mà. Em bay đi trong hàng, bay đi trong hàng đi.
Xúc xích heo cá bột vị linh nướng không phải ăn cả ngay cũng chán luôn. Buổi sáng chỉ cần ăn một hộp xúc xích heo cá bột vừa ngon vừa nhanh lại còn đủ chất dinh dưỡng nữa. Vì xúc xích này được làm từ thịt heo cỏ 100% mà. Ngon đấy. Anh Linh, sao cậu lại ném bóng vào người tớ vậy? Tớ thích đấy, thì sao nào? Ông đang ăn xúc xích heo cao bồi đúng không? Không phải. Tớ nhìn thấy rồi, cậu không phải giấu. Mau đưa hết xúc xích lại heo cao bồi, vị thịt nướng phô mai đây. Không, của tớ mà, tớ không đưa. Ui, mạnh miệng phết nhở. Ui, tớ không thích chơi đâu. Không thích cũng phải chơi. Bây giờ cậu đứng yên đó, bắt bóng cho tớ. À, mà không được bắt cũng không được né. Chịu được 10 quả thì tớ tha. Còn nếu không chịu được thì đưa hết xúc xích đây. Ui, nhưng ngơ, cậu đá vào người tớ thì sao? Thế thì là do số cậu đen, cậu phải chịu. Ui, mình không muốn chơi. Mình đúng là khổ thật, còn mấy hộp xúc xích cứ đòi lấy mà. Tớ chuẩn bị đá đây. Yeah! Bây giờ tớ mới đá ra đây. Yeah! Gì vậy? Hai màu xanh. Để tớ thay cho của Gia Bảo được không? Tớ không nghe nhầm đấy chứ. Hà Anh màu xanh hôm nay mạnh miệng thế. Được rồi, vào vị trí. Cho tớ nói chuyện với quả bóng một lát. Được rồi, thoải mái. Chả lẽ quả bóng nó lại hiểu tiếng người. Đúng là đủ mọi sách. Tớ xong rồi. Nhớ, không được nè, hãy bắt bóng đâu đây. Tớ biết rồi. Biết rồi thì vào vị trí. Là tớ. Tớ không sợ à? Tớ không sao đâu, cậu ra kia đi. Cảm ơn cậu. Đủ một sách thích oai à? Thích bảo vệ người khác à? Tớ sẽ cho cậu biết tay nha. Tớ sẵn sàng rồi, đá đi cái Linh. Ghê không? Được, đỡ nấy này. Yeah. Gì vậy? Ê lưu lưu, thì ra là chị Đại không biết đào bóng. Ê lưu 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 lưu. Im ngay, cậu có tin sau một giây nữa cậu sẽ không có cái vòng xúc xích nào nữa không? Đồ màu xanh, cậu dám bày trò với tớ sao? Đúng, là tớ làm đấy, thì sao nào? Thì cậu sẽ biết tay tớ. Được, có giỏi thì chạy cho tớ đi. Này, hai màu xanh, cậu dám rêu với tớ à? Đúng rồi. Ta có làm gì bạn đâu mà đừng đến gần đây mà. Ê, đừng mà. Dừng lại đi, đừng đi nữa. Được rồi Minu, dừng lại. Hai anh màu xanh. Hai anh ơi, cứu tớ vậy, tớ sợ lắm. Không sao nữa rồi, đây là cuốn cưng của tớ mà. Cái gì? Thì ra là cậu bày trò á. Đúng vậy. Tất cả những trò mà cậu gặp phải mấy ngày hôm nay là do tớ bày ra đấy. Thế nào, vui không? Sao cậu dám? Sao tớ lại không dám? Cảm giác của cậu khi bị người khác lấy ra làm trò đùa như thế nào? Tức chứ còn thế nào nữa. Ui, tức hả? Nếu cậu tiếp tục bắt nạt người khác thì sẽ có nhiều trò xảy ra với cậu mà cậu không biết đâu. Tớ không thích đâu. Thôi rồi, tớ hứa từ giờ tớ sẽ không bao giờ bắt nạt người khác nữa. Tốt. Đặc biệt là không được bắt nạt tớ, nhớ chưa? Ừ, ai mà dám chứ. Mà này, cậu bảo em Milu của cậu tránh ra chỗ khác đi, để tớ con đi. Được. Mời cậu. Em đã cho chị Đà một bài học rồi. Từ giờ chị gái xúc xích của em phải mạnh mẽ lên nha. Phải tự biết bảo vệ bản thân đấy. Chị biết rồi. À, xúc xích của em này là Gia Bảo cho chị em mình đấy. Ui, xúc xích là heo cao bổi vì thịt nướng phô mai này. Giờ chị mang vào lớp ăn đây. Ơ, thế chị không sợ chị Đà lấy mất à? Chị chả sợ. Đúng rồi chị Anh, mai mạnh mẽ như vậy nhá.
một ngày vui vẻ nhá. Giờ mình vào lớp đá xúc xích.